8 một cây, hồng một cây. Vật để vẽ không là mua tao đi. Tao nhìn thấy cái vệ tao mua. Anh 8 bán cho chủ tịch hội tài cả nhà. Đâu tôi bán cho phó chủ tịch. À, đây là một tác phẩm mà nói về anh Tám thì lúc đấy anh em vậy nó là cũng rất là có cái duyên. Không triệu đúng không? Bác không 35. Ý là theo ông chắc là cây là 1 năm 1 triệu à? Tay này nó 3 năm phải nhân với này cái lúc mà 3 năm nhân với năm. Cái tay của nó là 10 triệu tận đất đây này. À vậy vẫn rẻ. Nhưng mà giờ có bán đâu. 5 năm nhân với giá gốc. 3 năm nhân giá gốc. Đúng rồi, à 3 năm nhân giá gốc. 3 năm nhân giá gốc đập chết luôn. Không cho thoát luôn. Trời ơi. Không cho thoát. Không cho thoát luôn. Không đưa vào phòng cấm địa luôn. Không đưa vào cấm địa luôn. Tao mua quân này nó cần bỏ này. Anh Hồng, anh Hải mua toàn cái cây đéo rả mà. Anh mua toàn cái cây mà tức cười mà. Mỗi bộ đế nó rẻ thôi, tay cảnh chả có vấn đề. Anh ấy là anh mua cây là cây rẻ nhưng mà anh bán là bán gọi là bạt đấy bạt là đối với cây thì cái bệ 96% rồi đúng đấy. Không bán chính rẻ thôi đấy. Cây này cái bóng trên đẹp đấy. Bóng nhìn vậy là đẹp đấy. Ví dụ mày đi cả nước Việt Nam này mày xem có thằng nào có cái bộ tay như thế này không. Nói tao chấp luôn cả dân Hà Nội xem nào có cái bộ tay như thế này mà cái cây trực mà nó nắc chỉ có một tí thôi mà nó lại rất là dẻo, nó độ nắc của nó chỉ có một tí thôi mà nó dẻo như này. Cái này bác Quang mới thích thì về bác muốn mà. À mua cái nào đấy? Cảnh cứ thích cái hàng của Tám đây. À, đầu giờ buổi sáng nay thì nắng to quá. À, những tác phẩm mà được đưa về và cũng đã trang trí ở bên hông đây thì chúng tôi hôm qua cũng chưa đăng tải được nhưng hôm nay chia sẻ tiếp. Đấy, đây là những tác phẩm cũng có duyên với nghệ nhân dần, nghệ nhân dần cũng đã có sự tác động vào đây. Đấy. À, tiếp theo là một con rồng đây. Chú Dần ơi, chú Dần, thế sao rồi? Đây cũng chia sẻ với anh em một trong những tác phẩm mà có duyên với chú Dần. Chú Dần cũng là những người mà tạo tác ra tác phẩm này, hỗ trợ anh Giang là hoàn thành cái tác phẩm. Năm nay cũng là năm rồng nên là có rất nhiều cái sự thay đổi trên một trong những cái cây si này nào. Đây. Cây tiếp tục về. À, đây là một trong những tác phẩm của nghệ nhân dần, cũng là một trong những người có xô má của hội viên cảnh xã Nga Liên. Đứng trước ống kính là anh Cảnh đây, một trong những người phải nói là nổi tiếng thì có thừa rồi. Anh gọi ông Dần đến nhưng mà anh cho mất cây nhưng mà đang là cho cây xuống. Ôi từ từ anh ơi, từ có đội nó bê cho. Vẫn tấp lập nha. À, không khí vẫn tấp lập. Cảnh ơi, Cảnh ơi. Ra kìa. Bốc tay mẹ à. Kia đây, anh em xuống một đây tí. Đâu. Xuống một đây kia.
Rồi, khiêng khiêng đẩy đẩy về bên kia tí là được luôn. Không, xoay đầu. Quá vượt. Cái mẹ máu lắm. Hôm qua thì Trung Một Sai mới ở Nga Tiến về, nhưng hôm nay lại có mặt tại Nga Niên thì cũng để hưởng ứng cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nga Niên nhiệm kỳ 2024-2029 này, lần thứ 23 này, thì cũng rất mong được sự đón tiếp của tất cả anh em gần xa, đặc biệt là anh em yêu cây cảnh trong và ngoài tỉnh cũng như là ngoài nước, có thể là về một trong những cái không gian phải nói là lý tưởng với rất nhiều những tác phẩm đẹp được đưa về đây. Mặc dù là thời gian nó gấp rút, anh em chúng tôi cũng không chuẩn bị mà mời được các đội bạn được như Hậu Lộc này và một số vùng lân cận đây, nhưng mà với tâm huyết của một số anh em yêu cây cảnh, đặc biệt là anh em yêu cây cảnh của xã nhà cũng Nga Hải rồi là Nga Thanh cũng như là Nga Bạch, cũng đã cố gắng cũng như là cùng chung vui với hội và đưa những cái tác phẩm tiêu biểu đấy, nên là anh em có thể là về đây chiêm ngưỡng cũng như là trực mắt sờ vào những cái tác phẩm rất là đẹp đây. Đây nhá, một vòng bonsai mini thôi đấy, cũng đã được rồi đấy. Không quá rồi. Cây nhỏ nhỏ thôi nha. Lê Văn Nam đấy. cũng thông báo với anh em là Nga Tiến cũng đã có chương trình trưng bày cây cảnh, cũng đại mừng đại biểu đấy, nên là anh em nào mà có dịp về Nga Tiến cũng đang có một chương trình giao lưu cây cảnh ngoài đấy. Lần đầu em nó được đi phơi nắng như này. Cây này thì cũng là một trong những kỷ niệm của Trung Môn Sai có xuyên trong dịp Tết năm kia, cũng đã sở hữu được của Đao Phú Hồng. Nắng lại lên rồi. Mỗi kỳ là triển lãm, là mỗi kỳ mà các anh mang về cho triển lãm đây những tác phẩm rất là hoành tráng. Lướt đi hàng loạt những tác phẩm này. Cây của anh nào đấy nhỉ? Theo ý kiến của quý là như thế.
Cây không có tên là bên ngoài. Là xanh nhỉ? Phải nói là mấy ông này ông canh sâu tốt. Anh mình anh chầm từ này tưới hàng ngày tưới nước ao nước sạch. Đấy nước sạch đó. Vậy là hôm qua tôi ra Nga Tiến là tôi nghe tin là có những bà phụ nữ mà bán về tận nhà bà lấy nước sạch lên và tưới cây cho cá ấy vậy. Nga Tiến cũng đang trưng bày mà. Đó.